hòa trong hơi thở mùa xuân đang tràn ngập trên khắp quê hương trong thời khắc đón giao thừa xuân Nhâm Dần năm 2022. Một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tây Ninh sắc xuân rực rỡ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022 trên kênh TTV11, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV cùng các hạ tần số, fanpage, YouTube, website chính thức tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.